Hello cả nhà, mọi người thấy cặp mắt cô khách yêu cầu đi chỉ hậu hay không? Không biết là cuối tuần này có tiệc gì không biết Nhưng mà yêu cầu làm à, bộ mi màu cam Tại mặt chung với cái bộ custom màu cam Rất là dễ thương Đó, Bây giờ là ở đây đang làm mi Dạo này khách của em đòi làm mi màu nhiều lắm nha Mình giờ mình không có Mình không có làm theo uh, Uh, traditional là làm màu đen không nữa mà bây giờ giống như là họ xài màu xong cái nó ghiền trẻ trẻ đó, nó đeo mi xong bắt đầu nó thích, nó đeo theo thời trang thì bây giờ ở đây em làm một bộ này đố mấy anh chị làm bao lâu làm một bộ là bao lâu, để mọi người đoán nha so anyway là để mà gắn cái này thì mấy anh chị thấy là em phải có cái spike, là cái sợi này nè để gắn được cái sợi spy đó là em xài ở đây là màu mình có cái hộp trong này có màu cam thì mình chọn màu cam nó đã định làm màu vàng với màu xanh nhưng mà cuối cùng xin nó xin mặc bộ màu cam cho nên làm lại màu cam ha rồi em làm chung với cái volume này luôn để cho nếu mà đi cái spy không thì nó bị giống như từ đen mà chuyển sang à, đen mà đang chuyển sang mấy cộng cam thì nó bị nặng quá cho nên là phải đi vô một cái layer mỏng những cái màu à, của cái này bên trong để nhìn cho nó có mix cái màu cam lật 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 thì cái này nó gọi là wispy rồi em gắn kèm với cái này là mi chùm Thì bộ mi của mình là mi chùm chứ không phải là mi mi sợi nha mấy anh chị Bộ mi chùm này thì em lấy khách đang là 65 đồng cho bộ này Gắn cũng rất là nhanh Chủ yếu là mình phối vô Thì bây giờ mình gắn trước Trước tiên là mình sẽ đi một cái layer Rồi quay qua bên này để cho mấy anh chị dễ nhìn nè đó, clue hỏi clue nào gắn mi chùm không cay mà chắc mà nó không có bị burn mắt khách á là em xài đây one uh, number one. Number one clue mà cái loại silver label là cái này special của công ty Journal mình mới có cái này thôi. Mấy anh chị xài nó sẽ không có cay, khách là không có dán thép gì hết. Họ nằm họ nhìn xuống thôi là được rồi nha. Đó và cái mi em xài ở đây là mi chùm. Mi chùm của công ty nè mấy anh chị thấy nó xòe đều đẹp không? Fan là xòe đều ra hết cho nên là lấy cộng nào cũng được hết trơn á fan xòe rất là đều mà cái fan to nữa cho nên mình rắn nhanh lắm thế đây em xài ba size short medium và long để em mix vô luôn ở giữa là long đi ra ngoài là từ từ nhưng mà cái đuôi si lại muốn nó hơi dài hơn chút ở cái đuôi thì khách đổi gì mình làm đó trước tiên thì em đi cái lớp đầu tiên là cái lớp của wispy cái này thì mình gắn không phải dạng là mi single cho nên là mình không có tách mi nha mình gắn nó nằm ở ở phối vô trong cái mi thôi để khi tháo ra tháo dễ ở đây thì em đi hai à, ba size đi chung thì em tháo trước ra cái này nó vô tre sẵn cho nên mình tháo ra dễ Còn 4 cộng này năm cộng này năm cộng nhỏ này và năm à, cộng lớn để mà mình đi từ lớn tới nhỏ ok rồi sau đó lấy ra để sẵn vậy đó sau đó thì em sẽ đi cái spy spy thì để trong này để mình gấp luôn cũng được không cần phải lấy ra ok lúc cao đây mình lép cái 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 chân cái cái mi của khách lên nè bắt đầu lấy đi từ giữa dài hơn thì đi từ giữa đi ra gắn này làm gắn từ trên gắn xuống nè có khúc mình sẽ chen vô chính giữa nha chứ gắn từ trên xuống luôn nó cơi gắn cái này là mi chùm nha mấy anh chị chứ không phải là gắn mi single cho nên cái cách mình gắn mi chùm nó khác mình không có cần phải tách mi không có cần phải à, dán cái treo à, thái là tại vì cái cái dạng lông này nó nó là giống như là mi mì ăn liền đó rất là nhanh trong vòng năm 10 phút là phải xong một con mắt 15 phút là maximum là phải xong một bộ mi mấy anh chị nhìn thấy rõ không đó ai thấy rõ thì comment nha trời ơi mi là em à, nói về mà mi chùm á, là mình phải xưng phong là mình rất là kinh nghiệm để gắn mi chùm mà gắn theo kiểu nhanh tính tiền khách thì dao động của nó trung bình thấp nhất thấp nhất mà một bộ mi chùm mà mình lấy là 35 đồng nhé mấy anh chị còn mình lấy ít hơn nữa rất là cực cái giá 35 đồng là 10 năm trước em làm là đã 35 đồng cho một bộ mi chùm rồi đó còn bây giờ mà mình lấy ít hơn nữa đi đi nhiều tiểu bang thấy họ nói chỗ lấy có hai chục đồng Em nói gắn lông mi mà hai chục đồng gắn làm chi nữa trời Cực quá Trách nhiệm nhiều Nguy hiểm Mà có hai chục đồng thua một bộ full set nữa Ok open your eyes Đó từ ở dưới đây là mình đã thấy nó có một cái lớp mỏng đây nè Mỏng thôi Để cho nó có phối màu vô nó không có bị cứng quá Nào lúc down Rồi bắt đầu em sẽ phối sơ Bây giờ ở giữa đây Thì mình phối với cái mi um, Cái sợi này nè Mấy anh chị coi like có comment gì thì đọc dùm Ngân nha Cái em phối cái sợi spy vô đây nè mấy anh chị Mấy anh chị mà coi mấy cái like mà của gắn mi mà gắn mấy cái kiểu mi chùm mà nhanh á Mấy anh chị thích để em làm nhiều cái video cho mấy anh chị coi nhiều cái kiểu khác nhau Thật sự mi chùm hồi xưa lúc mà mới làm á À, thì mình thấy ô nó đơn giản lắm cứ gắn đều sai gắn màu đen là xong nhưng mà sau này á cái nhu cầu khách nó nhiều cho nên là gắn kiểu tùm lum á đặc biệt là khoảng hai ba năm nay thôi còn cái này chưa dính là gắn kiểu tùm lum đó la trên, trên mi chùm là mình phối lên mình ăn tiền thay vì nó giống như là mình làm một bộ hồi xưa mình làm một bộ phun xét thường thì bây giờ mình làm cái bộ phun xét thường rồi mình phối thêm cái này cái kia lên để mình chặt tiền thêm phối thêm mi màu để mình trả tiền thêm cho khách ừ. mi này thì gắn đơn giản hơn mi sợi mi sợi là đòi hỏi kỹ thuật cao hơn tách mi nhưng mà mi này em dặn khách là mấy anh chị thấy khách này của cô khách này của em là cố gắng thường xuyên á mà lông mi không hề bị hư nha tại vì em nói à, phải quay lại để cho em tháo mi bà tự giật tự tháo tôi không có bảo hành còn quay lại đây ngân tháo mi thì ngân bảo đảm là lông mi của bạn không có bị hư rồi sau đó đi ra ngoài thì mình đi thế si này si thích cái đuôi nó vẫn còn hơi dài dài chứ si không thích ngắn một hồi mình đi sẽ đi lớp sau thì cái này là mình đi lớp đầu tiên rồi vô trong cái góc bên trong đây nè Thì em đi ngắn lên chút xíu đây One mua vô trong cái corner thì sẽ muốn ngắn hơn một chút thấy dễ không mấy anh chị ai thấy dễ không mình dễ nha hai bên mình canh nhau cho nó đều rồi sau khi xong cái này rồi đó bắt đầu cho khách nhìn lên để coi chỗ nào cần fix top bên right đây đó nó mở ra mình thấy nó xòe ra đều rồi đúng không rồi bắt đầu bây giờ mình phối mi mì đen lên trên nè để cho mình uh, cho nó liên kết lại với nhau. Em sẽ đi cái dài chính giữa rồi đi qua hai bên nó sẽ ngắn từ từ. Bắt đầu mình pick Lấy glue là lấy lớp bên dưới mỏng thôi, mỏng dính, lấy glue mỏng dính. Để vô đây. Lớp glue mỏng dính dình dinh Đó, mình đi cho nó kế nhau, mình đi một lớp thôi, loại này thì mình không có đi chồng lên hai ba lớp tại nó đã có cái lớp nền sẵn rồi lớp này mình đang lên thì mình sẽ đi kế kế nhau nhưng mà nó phải đang lại với nhau có ai comment gì không vậy đấy cái đẹp quá anh ơi. dạ thanh chiều chị rồi kế ra ngoài em đi qua loại medium nha đó cái loại mi chùm này nè 180 đồng một hộp mà tính ra một vỉ á mấy anh chị xài ít chùm lắm. Giống như hồi bữa cũng có người nói em á, uh, em nói là em gắn Mỹ, em gắn người da màu thì một chùm á, một vỉ á là em gắn được một con mắt mà còn dư. Thì cũng có người nói trời ơi một con mắt mà gắn còn dư, gắn sầu đủ. Thường á chị gắn là phải gắn hơn một vỉ. Em nói là tùy cái loại mi, mi mà xòe đều mình gắn không tới một vỉ. Còn mi mà bị gọi là em gọi là mi bệnh á là mi nó không có xòe đều chùm lớn chùm nhỏ nhỏ xíu 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 thì cái đó là mình gắn một vỉ không thể nào đủ vừa mất thời gian phải ngồi gắn quá nhiều mà nó ra nó xòe không có đẹp còn mi mà em xài nó phải xòe đều vậy nè gắn lên là nó đã phải xòe ra đầy đủ cho các góc rồi thì em không có cần phải đi nhiều quá đỡ phải cực mà nó xòe ra con mắt người ta nó đang lại nhiều thì nó chặt còn mấy anh chị nghĩ gắn mi mà nhỏ 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 để nó nằm kế nhau á nó không có đan nhau được nó không có chặt nó dễ rụng mà còn phải cực nữa sợ nhất là gắn mi bệnh cầm bụi lên là bỏ hoặc là giật lên cái treo nó rụng ra phải bỏ xuống đó đi xong một cái layer nhìn hai bên góc góc bên này bị thiếu một chút xíu vô cái góc đi theo một bụi ngắn vô trong cái góc của nó nữa là xong rồi nhanh không mấy anh chị một bộ mi làm nhanh lắm mà mi cái này mi kiểu nha mình bây giờ mình phải thêm accessory thêm này thêm kia mới tính tiền khách được anh chị thấy em đang nó lại không Đan cho nó nằm vô đây thì nó chắc đó rồi sau đó si cần à, oh my god who is that <laughs> my baby ok look down si muốn ở phần đuôi nó cỡ cỡ ba bốn cộng nó hơi xòe ra cái đuôi thì ở đây em đi thêm trên cùng thôi nè mình lấy lưu đừng có lấy nhiều quá, mình lấy ít trời ơi. Cái mặt nào mà nó tiếp xúc á mình lấy đúng cái mặt đó. Mình lấy nhiều quá nó sẽ làm cho cái 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 mắt của người ta nó bị nặng lắm, nó bị too heavy. Nhiều lưu quá, mình lấy vừa đủ nè. Mình đi vô chỗ nào mà mình cần. Bộ mi này tổng cộng bao nhiêu vậy chị? Bộ mi này ngân lấy cô này 65 thôi à. Mà nhanh không mấy anh chị? Bộ mi này mà không có mi màu thì giá bao nhiêu? Bộ mi này không có mi màu thì mình lấy à, cỡ 40 45. Mình không có lấy 20 đồng nha mấy anh chị nha. Có thấy mấy tiệm nói em mà lấy có 20 đồng bộ mi chùm. Nghe mà thấy buồn luôn. 10 năm trước là ngon gắn 35 đồng mấy anh chị thấy không? Ở bên Texas chứ ở đâu xa. 10 năm trước là đã 35 đồng. Thì bây giờ mình phải lên giá 45 chứ? Mấy anh chị nhớ cái nhà 10 năm trước mà mấy anh chị cầm thử Cái nhà mà 10 năm trước mấy anh chị cầm cỡ 3-400 ngàn Mấy anh chị mua cái nhà đẹp lắm Bây giờ cái nhà bây giờ mấy anh chị cầm 3-400 ngàn Mấy anh chị mua cái nhà làm sao là mọi người hiểu cái giá Nó đã lên như thế rồi đó Mà mình còn không lên giá Thì chừng nào mình mới lên Xăng hồi trước cũng rẻ mà bây giờ xăng lên quá trời mắt thôi Mới có năm mà năm rồi em đổ xăng là nhiêu 80 đồng một bình Bây giờ đổ xăng lên cả trăm mấy con bình rồi sau đó nè, phải dùng cái cây này, cái loại cái loại mi này á là nó dính lại với nhau. Cho nên là mình phải dùng cái tay coi chừng nó dính bên dưới cẩn thận. Mình để vậy nè, mình đè nó lại cho nó dính vô cái mi, nó dính lại với nhau và nó dính vô cái mi thiệt của người ta. Đó, nhìn rất tự nhiên, rất là nhanh mà nó ra nè. Ok. Rồi, cho coi cho coi cho coi. Look at me baby. Hey, lúc Ừm, uhm, đây mọi người thấy không ừ. Uhm, đây bộ mi mì của mình nè đó cái này là cô này đi party cho nên là cô mới muốn cô đi event trong cái party có đi event gì mặc bộ đồ màu cam đó cho nên muốn gắn sen kẽ có mi cam vô mấy anh chị biết là khách mỹ họ không có đeo natural như của việt nam mình đâu cho nên nó mình đừng có nói ồ đeo dày thấy ghê không có tụi mỹ mà trẻ trẻ Giày là mỏng rồi đó mấy anh chị Tụi nó còn đeo giày nữa Cho nên giày là coi như rất là tự nhiên rồi ha yeah, yeah. Ok oh my God. You wanna see yourself? No No, not no. <laughs> ok, rồi thank you mấy anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Mấy anh chị thích mấy cái video gắn kiểu mi á thì nhớ like and share. Và ai muốn mua hàng gì á, thì cứ comment để tụi em hỗ trợ. Mà ai mà muốn gắn mi chùm thì phải mua chai này nha. Không cay không bên. Khách nãy giờ gắn đâu có nhắm mắt đâu, mở mắt không đó mà nó không có cay. Mắt không đỏ là biết là không cay. Nói nói ồ oh, tại sao ngân nói không cay thì mắt không đỏ là nhìn biết không cay rồi không có cần phải chứng minh hay là nói gì nữa hết, có luôn mà bằng chứng sống nằm ở đây. Rồi mi màu thì cái này là cái sợi nè, nó là spike. Nó là sợi ha. Còn mi này là cái này để gắn volume, à wispy thì cái này là gắn cho mi à, volume single cũng được hoặc là gắn phối với mi chùm cũng được nha mấy anh chị. Nhíp thì ngân xài nhíp rất là bình thường, không có phải xa xỉ quá rồi thanh kia mọi người đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại ở video kế tiếp nha